Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review. Mình là Hưng Xe Cỏ. Và hôm nay là đầu tháng 7 thì mình cũng có một số tin vui về dòng xe SH Vetro Limited Edition. Thì chiếc xe trước mắt mọi người đây là chiếc xe SH 125i Vetro ha. Và chiếc xe nằm ở trong thùng này là phiên bản 150i. Đấy, và ở trong tháng 7 này thì cũng có tin vui cho những anh chị em đã đặt hàng trước dòng SH Vetro. Thì trong tháng 7 này là mình sẽ giao tất cả toàn bộ những chiếc xe mà anh chị em đã đặt trong tháng 7 nha. Và tin vui nữa là chiếc xe SH 125i Vetro thì hiện tại trong tháng 7 là có sẵn cho anh chị em luôn. Nếu mà anh chị em nào muốn mua xe SH Vetro phiên bản 125i, xe có sẵn để mà chơi trước á, thì cũng liên hệ với mình để mà chốt xe sớm nha. Bây giờ khoảng vài ngày nữa thôi là giao đến tay các anh chị em các nơi rồi. Đó. Và bên cạnh đó thì bên mình lại tiếp tục về một cái số món phụ kiện chính hãng dành cho chiếc SH Vetro này. Đây là bộ phụ kiện kính chắn gió cao và bảo vệ tay lái, cũng như là phía sau có thêm một cái thùng. Đây là cái thùng phụ kiện để chứa hành lý ha. Và thùng này là thùng chính hãng của Honda ở bên Ý luôn. Đó, và nó cái thùng này nó xài chung với cái bộ điều khiển điện ở trên cái cản của xe SH Ý nha anh chị em. Điều đặc trưng của SH Ý là cái cản nó là tích hợp điện và nó xài chung với cái thùng này được luôn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết về những chiếc xe này cho anh em xem nha. Và như nhiều anh chị em cũng đã biết thì cái dòng SH Vetro Limited Edition này là xe SH Ý được nhập nguyên con về từ Ý ha. Và xe này là hải quan chính ngạch. Đấy, và xe này thì nó chỉ có một màu xanh ngọc lục bảo thôi. Ở phiên bản đặc biệt thì nó chỉ có duy nhất một màu xanh ngọc lục bảo. Và chiếc xe này nó đã về từ trong tháng 6 rồi nha anh chị em. Thì cho đến nay thì nó cũng đã khoảng một tháng rồi, nhưng mà dòng xe này là luôn cháy hàng và không đủ xe để giao cho mọi người. Đấy, thì anh chị em nào quan tâm tới dòng SH Ý, SH Vetro thì anh chị em liên hệ để mà đặt hàng trước nha. Với dòng phiên bản 150i thì mình phải đặt hàng trước và chờ đến khoảng tầm tháng 9 ha. Giữa tháng 9 thì mới có xe cho anh chị em. Còn trong tháng 7 này là có sẵn 125i nha. Anh chị em nào quan tâm tới dòng SH 125i, xe có sẵn và có thể giao để cho anh chị em sử dụng và chơi trước thì mình cứ liên hệ đó với em Hưng Xe Cỏ nha anh chị em. Và ở bên Ý á, thì các dòng xe SH 125i này, SH 150i cũng như là SH 350i thì nó đều có trang bị thêm bộ phụ kiện là kính chắn gió cao và bảo vệ tay lái, cũng như là có thêm một cái thùng ở phía sau ha. Thì bộ phụ kiện này là option mua riêng, thì anh chị em nào có nhu cầu thì mình mới mua để mình gắn lên cho chiếc xe. Chứ cái bộ phụ kiện này là nó không có kèm theo xe nha anh chị em. Ở bên nước ngoài cũng vậy, nếu mà muốn mua đầy đủ option thì mình phải thêm tiền. Chứ ở bên nước ngoài là cũng không có cái gì gọi là miễn phí cả. Đó, thì cái này nó sẽ có lợi cho anh chị em thôi. Nếu mà mình không có cần sử dụng đến thì mình không cần mua, thì nó đỡ tốn tiền. Còn như anh chị em nào thích một chiếc xe đúng cái kiểu chất Ý thì mình thích thì mình mua thôi. Và nó có thể bán riêng từng món cho anh chị em luôn. Đó, như là bảo vệ tay lái, nếu mình thích thì mình có thể mua cái bảo vệ tay lái không thôi nha. Còn nếu mà mình thích mua cái kính nữa thì mình có thể mua cái kính hoặc là mua một trong hai. Đấy, và có thể là mua một trong ba hay là hai trong ba, tùy anh chị em luôn. Đó, và cái xe SH Ý thì theo mình nghĩ á, nếu mà anh chị em đi xa mà hay chứa đồ á thì mình nên sắm thêm một cái thùng để hành lý nữa nha. Đó, và cái thùng này nó rất là tiện, thì chút xíu nữa thôi mình sẽ quay về cái thùng này cho anh chị em xem. Và về ngoại hình thiết kế của hai chiếc xe SH 125i cũng như là SH 150i thì về ngoại hình cả hai xe thì nó đều giống như nhau hết. Thiết kế bên ngoài, rồi đèn, đèn xi nhan, đèn pha, mặt nạ và tem thì tất cả cũng đều giống nhau ha. Nó chỉ khác cái con tem 150i thì nó có cái tem nhỏ thôi, còn 125i thì nó không có cái tem đó. Và cái dung tích xi lanh thì cả hai con thì dĩ nhiên là khác nhau rồi. Nhưng mà về thiết kế ngoại hình, thiết kế về cái cốt động cơ thì tất cả là đều như nhau cả. Nó không có quá nhiều sự thay đổi nha anh chị em. Nó không có quá nhiều sự khác biệt. Và anh chị em có thể nhìn thấy ở đây ha. Và nó có một cái bộ phụ kiện đồ chơi, cái này mình mua gắn thêm thì nó cũng rất là hay. Và nó giúp cho chiếc xe này nó có thêm phần nổi bật, nhìn vào là biết đây là xe SH Ý. Đó, cái này là chỉ có xe SH Ý nó mới có thôi. Bộ phụ kiện bảo vệ tay lái nè, để chống đá văng khi mà mình đi ở tốc độ cao. Đó, ở bên nước ngoài thì họ đi đường xa lộ á, tốc độ cao thì sợ bị đá văng thì gắn thêm cái này. Hoặc là đi trời lạnh đó nè, đi trời lạnh, trời rét á, thì mình có cái này để nó cản gió rất là nhiều ha. Cũng như là cái kính chắn gió này, nó sẽ cản gió rất là nhiều để giúp cho
cái người lái được thoải mái khi mà đi một cái quãng đường xa. Và mọi người cũng có thể thấy là cái bộ phụ kiện chính hãng của Honda này thì anh chị em cũng có thể nhìn thấy nè, nó có những cái tem cảnh báo rất là rõ ràng cho mình ha. Thì ở đây là kính chắn gió này nó có thể chịu với cái vận tốc là dưới 130 cây số giờ ha. Đó, mình đi tốc độ trên 130 cây số giờ thì nó không có được an toàn. Đấy, khi mà gắn cái kính chắn gió này. Rồi nó cũng có cảnh báo là mình đậu xe thì mình cũng không được để cái phần đầu xe ngay như thế này ha, bởi vì nắng nó có thể chiếu và hấp thụ vào cái yên của mình. Đó, ở đây nè. Nó cảnh báo là không được để ngay cổ xe mà phải để cái cổ xe nó xéo đi một bên. Giống như vậy. Đó. Cái cảnh báo là mình để xéo như vậy khi mà ánh nắng nó chiếu vào nó không có hấp thụ giống như là một cái kính lúp, thì có thể nắng nó sẽ chiếu qua phía bên kia, nó không có chiếu vào yên hay là nó chiếu vào dàn áo của xe ha. Đó, thì trên cái kính này nó có đầy đủ các cảnh báo cho mình luôn. Rồi có khuyên mình là dán thêm BBF nè, dán keo BBF để mà hạn chế bị chạy cái kính này ha. Đó, rất là cẩn thận và chi tiết luôn. Bên cạnh đó thì trên cái bảo vệ tay lái ở đây là cũng là cái miếng nhựa trong luôn, trong suốt luôn, rất là đẹp ha. Đó, và ở trên cái miếng nhựa trong này nó có cái logo của SH nè. Đó, nó dành cho xe SH nha anh chị em. Nó có cái logo SH. Và ở bên dưới này nè. Ở bên dưới này nó cũng có một cái logo của Honda luôn. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy nè. Đó, logo của Honda chính hãng ha. Đó, bởi vì đây là cái bộ phụ kiện chính hãng mà. Ngay cả ở phía bên này cũng có luôn nha anh chị em. Hai bên nó đều có nè. Đó, có chữ SH luôn nha. Và ở bên dưới này nó cũng sẽ có luôn cái logo của Honda. Đó, rất là đẹp. Và cái phần dàn áo của xe SH Vetro này thì nhiều anh chị em cũng đã theo dõi và biết rồi ha. Thì nó là nhựa thủy tinh trong suốt và khi mình đi đủ sáng ở ngoài trời nắng á, thì mình có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong cái dàn áo này luôn. Thì nó rất là độc đáo cho chiếc xe SH Ý Vetro này. Đó, thì cái dàn áo, toàn bộ dàn áo của xe là nhựa thủy tinh trong suốt hết nha anh chị em. Đây là phiên bản 125i thì nó không có cái tem ở đây ha. À, chỉ có phiên bản 150i thì nó sẽ có cái tem 150 ở đây. Mình đã quay rất là nhiều cho anh chị em xem rồi. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy ở bên trong nè, có luôn cả con ốc luôn nè. Đấy, mình có thể nhìn thấy luôn ha. Ở đây cũng có con ốc nữa nè. Đó, một số cái chi tiết khi mình đi ngoài nắng á, mình sẽ thấy rất là rõ nha. Mình thấy những cái chi tiết ở bên trong nó nhiều hơn. Đó, bây giờ thì mình sẽ quay về cái thùng này. Thì ở trên cái mẫu xe SHI thì cái cản nó trang bị là cản lớn nha anh chị em. Và mình quay cho anh chị em xem nè. Đây là cái cản lớn của xe SHI và nó có một cái bộ điều khiển điện ở bên trong. Đó, ở đây là cái mấu để kết nối ha, kết nối với cái thùng. Và điểm đặc trưng của xe SHI là cái cản nó rất là lớn để mà gắn cái thùng hành lý, còn với xe SH của Việt Nam á thì cản nó rất là nhỏ và nó không có dùng để gắn cái hành lý, bởi vì theo cái nhu cầu của người Việt Nam á là họ rất là ít gắn cái thùng, bởi vì họ sợ vướng. Với lại theo thói quen mà, Việt Nam thì không có gắn thùng, bởi vì giống như là kiểu gắn thùng lên thì đi nó sẽ thô hoặc là xấu gì đó. Nói chung là theo cái ý của người Việt Nam là như vậy, cho nên xe Honda Việt Nam họ không có làm cái cản lớn giống như thế này. Đó. Và ở bên dưới của cái cản ý thì nó sẽ có cái bộ tích hợp cái bộ dây điện nha. Đó, nó có tích hợp cái bộ điều khiển điện. Và đây là cái nút để mở cái nắp thùng ở phía trên. Đó, nút bấm nha anh em. Điều khiển điện luôn. Và cái bộ này á, thì nó tích hợp theo cái xe SHI của mình. Khi mà mua là nó có sẵn như thế này luôn. Nó đi theo cái cản. Đó. Còn nếu mà anh chị em không có gắn thùng á, thì cái bộ này cũng không có xài. Nó cũng nằm ở đây thôi. Nó cũng không có xài ha. Đó. Thì theo mình thấy bây giờ nó có cái thùng á, thì anh chị em nào thích để cho nó ra cái chất xe ý luôn á, thì mình nên mua một cái thùng ha. Đó. Như thế này. Thì đây là cái thùng cũng dành cho cái phiên bản SH Vetro. Và cái thùng này nó chỉ có duy nhất màu đen thôi. Đây là một cái màu đen bóng. Đó, nhìn nó rất là sang và cũng rất là cứng con xe. Đó, thì nếu mà anh chị em muốn đẹp hơn, muốn nổi bật hơn thì mình có thể về dán thêm đề can. Ví dụ như làm cái đề can lá cờ Ý á, dán lên. Đó, dán dọc ở bên này thì nhìn cái xe nó thể thao hơn nữa. Đó, nói chung là tùy theo cái sở thích của anh chị em nha. Muốn dán thì dán, không dán thì để đó. Đó, hoặc là dán keo trong để chống chày thôi. Ở cái thùng này thì nó có cái cao su nè. Có cái đệm lưng cao su để dành cho người ngồi ở phía sau để có thể tựa vào đây. Và cái đệm yên cao su này mình thấy nó cũng tương đối là dài á. Nó cũng dài và cũng êm. Đó, giúp cho người ngồi phía sau được tựa vào thoải mái nha. Và nhìn từ phía sau tới thì anh chị em có thể nhìn thấy nè. Nếu mà đi từ phía sau nhìn tới thì mình sẽ thấy một cái logo của Honda.
Và ở khu vực này nó cũng được xi chrome rất là sáng ở đây ha. Và có chữ Honda ở đây nè. Đấy, nhìn lên là thấy được là đây là cái thùng của Honda nè. Chỉ có hàng chính hãng của Honda thì họ mới làm, họ in cái logo lên trên cái thùng của mình. Đó, còn hoặc là những cái hãng khác thì họ sẽ in cái logo khác. Ví dụ như là GV. Đấy, anh chị em mua cái thùng GV thì gắn lên đây thì nó có chữ GV ha. Nhưng mà cái thùng GV thì nó chắc chắn là nó không có kết nối điện giống như là của Honda. Bởi vì đây là cái thùng để dành riêng cho chiếc xe SH. Đấy, dành riêng cho chiếc xe SH Ý. Và ở trong cái thùng này thì mình sẽ quay thêm cho anh em xem. Như ở đây là nó có thể gỡ ra và nó có cái tay xách ở đây nè. Khi mình tháo cái thùng này ra, mình xách cái thùng này đi, nó giống như một cái thùng hành lý, nó giống như một cái vali nha. Cũng rất là tiện cho mình xách nó đi, không có để ở trên xe. Đó, và ở bên dưới này á, thì nó cũng có một cái ổ khóa. Đó, thì cái ổ khóa này mình có thể mở ra để mình xách cái thùng nó ra nha. Mình xách cái thùng nó ra bằng cái ổ khóa này. Và tiếp theo đây thì mình sẽ quay cái bộ điều khiển điện này cho anh chị em xem. Thì ở đây là cái bộ điều khiển điện ở trên chiếc xe đắc ý. Và cái nút mở nắp thùng thì nó nằm ở đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay lên cái phần nắp thùng nha. Đó, thì cái thùng này nó đang lóc nè. Nó đang lóc, bây giờ mình sẽ bấm bằng cái nút ở dưới đây. Đây, để mình coi coi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nó lên nha. Bấm cái là nó bật lên nè. Đó, rất là hay luôn. Nó điều khiển điện thì nó không cần phải dùng tới cái chìa khóa nha anh chị em. Cái chìa khóa để mà mở cái thùng này ra khỏi cái cản á, thì mình mới dùng cái chìa khóa. Còn nếu mà mình chỉ mở cái nắp thùng ở phía bên trên thôi á, thì nó có cái nút điện để mình mở, nó rất là tiện. Không cần phải cắm chìa khóa vô mở như là những cái thùng bình thường. Đó, và cái thùng này thì nó có dung tích đâu đó vào khoảng 18 lít nha anh chị em. Bởi vì mình không có thấy thông số nhưng mà mình thấy nó rất là lớn. Thì dung tích của nó đâu đó là 18-20 lít, cũng khá lớn và để được cái nón mô tô luôn. Để được cái nón 3/4 hay là cái nón full face đi mô tô ha. Đó, nón này là 3/4 thôi, còn nón full face đã bự hơn tí nữa. Nhưng mà họ thiết kế ra là cái thùng này để có thể để được cái nón full face luôn. Đó, rất là ok, rất là yên tâm. Và bên cạnh đó thì ở trong cái thùng này mọi người có thể nhìn thấy nè, nó còn những cái khoảng trống như thế này để mình có thể để được áo khoác, để được áo mưa, để được găng tay, để được chống nắng. Đó, nó vẫn còn cái khoảng trống rất là nhiều ở đây ha, để mình có thể để thêm đồ ở đây. Đó, và mọi người có thể nhìn thấy ở đây có cái bộ lock ở đây nữa nè. Đó, nó kết nối điện mà, nó có cái bộ lock ở đây. Đó, mọi người thấy nó nhúc nhích không? Mình bấm cái nút mở điện ở bên dưới thì cái lẫy bên trong nó nhảy nè. Đó, nó nhảy để nó mở cái nắp thùng ra ha. Cũng khá là thuận tiện cho mọi người luôn. Và cái nắp thùng này nó cũng có cái ron cao su chống nước ở bên trên, chạy dọc cái viền ở đây luôn, chạy dọc cái viền nắp ở đây. Đó, nó cũng sẽ giúp cho mình chống mưa nè, rồi hoặc là rửa xe. Anh chị em rửa xe thì cũng không cần phải tháo cái thùng này ra. Đó, thì nó có cái ron cao su để mà chống nước nha, đi rất là ok. Đóng lại thì mình chỉ việc nhấn lại thôi. Đó, mình chỉ việc nhấn nó xuống. Một tay thì nó hơi cứng xíu. Đó. Rồi bây giờ mở lên thì chỉ việc bấm ở đây thôi. Chỉ việc bấm vào cái nút mở ở đây. Bấm cái nó bật lên. Đó, rồi, ok ha. Anh chị em nào quan tâm tới những món phụ kiện này thì anh chị em cứ liên hệ với mình. Hoặc là anh chị em nào muốn đặt xe để chơi sớm trong tháng 7 này thì anh chị em có thể liên hệ để mà chốt chiếc xe SH125i. Đó, phiên bản 125i là trong tháng 7 là có thể giao xe liền cho anh chị em luôn. Còn phiên bản 150i thì mình phải chờ đặt nha anh chị em. 150i thì phải đặt tới khoảng giữa tháng 9 là có xe. Đấy, mình đang bắt đầu đặt cho tháng 9.